Em có ít phân tần giao lưu với các bác về độ chế loa nhé. Đây là cả phân tần loại to đấy, phải loại bé đấy nhé, loại to của con kêu. Con này bóc từ thùng loa 102CX nhé. Đấy, đây là phân tần loại to của con kêu. Mạch này thì giá 300.000 bao ship cho anh em con kêu nhé. Rồi, đây chuyển sang cặp này. Đây là phân tần của loa Sony. Phân tần loa Sony anh em nhé. Đấy, kèm cái này có kèm cái chạm luôn, chạm vẫn ok nhé. Con này 180 nhé, 180 bao ship. Đây con phân tần này của Kenwood, con này là 200 nhé, con này 200, cái này nó hơi xấu tí, 200. Đấy. Đây, còn cái loại này thì 250, cũng của Kenwood em nhé. Tất cả riêng nguyên bản anh em nhé. Riêng nguyên bản 100% luôn cho anh em nhé. Đấy, để nhắc lại này, còn đây 300 này, con kêu này. Đấy, 300 con kêu. Loại này của Sony, loại này 180 này. Loại này 200 này. Loại này 250 này. Đấy, tất cả đều bao ship cho các bác nhé. Các bác thích lấy là hai cái này của Kenwood này, cái này của Sony này, cái này của Onkyo. Đấy, bác thích lấy nào thì báo em nhé. Đấy, Zalo thì vẫn là số cũ thôi, 0975 575 262 các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác và anh em.